Cô Nát dạo này ra ít video thế. Đâu? Em có ra ít đâu. Một tháng là em cũng phải ra 10 cái video đấy. Em ấy thì em luôn quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Tức là em làm ít nhưng mà nó sẽ đầu tư về nội dung hơn. Còn hơn là làm nhiều nhưng mà nó nhảm, nó chả có ý nghĩa gì cả. Mà một cái quan trọng nữa là đấy em tâm sự với mọi người luôn. Thì khi mà em ra ngoài được anh chị, cô dì, chú bác, được bạn bè, người thân, người ta gặp em và người ta hâm mộ em rất là nhiều. Người ta chụp ảnh em, người ta ôm hôn thắm thiết, nồng nhiệt các kiểu luôn. Em thì cũng phấn khởi cực kỳ luôn. Em xong hết thủ tục thì em mới hỏi là follow TikTok em chưa? Chưa. Em tức cực kỳ luôn, em tức không phải đơn giản luôn ấy. Nhưng mà mình để trong lòng thôi. Đó, mọi người là phải follow TikTok của em thì mọi người mới xem em được thường xuyên. Nó mới đề xuất lên cho mọi người, chứ mọi người không follow, mọi người cứ đòi xem em làm video nhiều thì không có được, không hiện lên được đâu mọi người ạ. Thôi, em bây giờ phải bình tĩnh đi. Tại vì gần đây là mọi người cứ em bảo em là để cái kiểu tóc này giống cái chị ca sĩ Mỹ Linh ấy. Công nhận cứ như là hai chị em, như là hai giọt nước ấy. Đẹp kinh khủng tởm luôn. Đẹp đẹp thật ấy. Thơm đời người đâu mà đẹp. Nghiêng niếc nghiêng thành.